Hello, cô chào tất cả các con. Ở trong video này thì cô sẽ chữa cho các con bài tập 10 và 11 mà hôm trước cô đã giao cho các con được chưa nào? Hiện tượng ngữ pháp ở đây chính là so sánh nhất đối với tính từ dài đúng chưa? Và đối với so sánh nhất với tính từ dài thì mình sẽ phải nắm được cái công thức của nó được chưa nào? Công thức của nó chính là chủ ngữ này cộng với động từ to be cộng với the most cộng với tính từ và sau đó là cuối cùng cộng với danh từ được chưa nào? Rồi, nhìn vào bài 10 nào. Bài 10 thì ở đây chúng ta sẽ phải xác định được là tính từ ngắn hay tính từ dài, sau đó là chuyển sang dạng so sánh nhất, được chưa nào? Hai cái ví dụ đầu tiên thì hôm trước cô đã làm mẫu cho các con rồi, được chưa? Từ strong là tính từ ngắn, cho nên là khi chuyển sang thì sẽ là strongest, được chưa nào? Colorful thì sẽ chuyển thành the most colorful bởi vì nó là tính từ dài, được chưa nào? Tiếp theo sang từ dangerous. Dangerous thì khi biến đổi sang nó sẽ trở thành the most dangerous, được chưa nào? Hot thì sẽ chuyển thành hottest, được chưa? Tiếp theo sang sang bên cạnh nào, mình sẽ có từ tall, được chưa? Tall thì sẽ biến đổi thành từ tallest. Comfortable thì sẽ chuyển thành the most comfortable vì nó là tính từ dài. Heavy ở đây nó sẽ biến đổi thành the heaviest, được chưa nào? Y ngà dài chuyển thành y ngắn và thêm đuôi est, được chưa nào? Rất nhiều bạn ở đây nhầm lẫn là heavy là tính từ dài, được chưa? Bởi vì là nó có hai âm tiết, thứ nhất là here và từ v. Nhưng nó có một sự khác biệt, đó chính là khi mà từ v ở cuối, y dài ở cuối này thì nó sẽ chỉ tính là một âm tiết thôi, cho nên là nó sẽ biến đổi như một tính từ ngắn, ở đây sẽ chuyển thành the heaviest, được chưa? Tiếp theo, expensive. Expensive thì sẽ biến đổi thành the most expensive bởi vì từ expensive chính là tính từ dài. Good sẽ chuyển thành the best, đúng chưa nào? Best tất nhiên là tính từ hơn nhất của từ good rồi đúng không nào? Và tính từ best là tính từ so sánh nhất, được chưa? Còn better là so sánh hơn, đúng chưa nào? Tiếp theo, wonderful thì sẽ biến đổi thành the most wonderful. Beautiful thì sẽ chuyển thành the most beautiful. The most intelligent, the most alienist, được chưa? Alice, được chưa? Bởi vì là từ cô vừa nói xong, khi mà đuôi ly này thì nó sẽ được quy định như là một tính từ ngắn, được chưa? Chỉ có một âm tiết thôi, cho nên là nó sẽ biến đổi thành always, được chưa? Tiếp theo, the most fashionable, được chưa? Tiếp theo, the most interesting, the most important, bởi vì nó là những cái tính từ dài, được chưa nào? Tiếp theo, sang đến bài 11 nào. Bài 11 ở đây, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là hoàn thành các câu và sử dụng tính từ ở dạng so sánh nhất, được chưa nào? Câu đầu tiên ở đây, từ funny. Funny ở đây nó sẽ được coi như là một tính từ ngắn có một âm tiết bởi vì nó có y dài đằng cuối cùng, đúng chưa nào? Và nó sẽ biến đổi thành từ funniest, được chưa? My dad is the funniest dad in the world, được chưa nào? Bố tôi là một người bố hài hước nhất thế giới, được chưa? Tiếp theo câu 2, từ heavy ở đây sẽ chuyển thành heaviest, được chưa nào? Whales are the heaviest animal in the world. Tức là cá voi này sẽ là con cá nặng nhất ở trên thế giới, được chưa nào? Tiếp theo từ mice. Mice are the cutest. Cutest ở đây nó là tính từ cute, này là tính từ ngắn nhá, cho nên là nó sẽ biến đổi thành từ cutest, được chưa? Mice are the cutest animal in the world, được chưa nào? Tiếp theo, my bedroom is the most comfortable room in my house. Câu 5 sẽ biến đổi thành từ us. Us là tính từ so sánh hơn nhất của từ bad này, được chưa? Bad là xấu, tồi tệ, đúng không nào? I am the worst cook in the world, đúng không nào? Tôi là một người nấu ăn tồi tệ nhất, là một người nấu ăn dở nhất ở trên thế giới, được chưa? Tiếp theo, for English people, Japanese is the most difficult language to learn, được chưa nào? Đối với người Anh thì tiếng Nhật là ngôn ngữ khó nhất để học, được chưa nào? Câu 7 nào, that's where the saddest films I've seen, đúng không? Đó là bộ phim buồn nhất mà tôi đã từng xem, được chưa nào?
Tiếp theo câu 8 nào. My sister is the tidiest person I know. Được chưa nào? Tiếp câu 9. My grandmother is the oldest person in my family. Được chưa nào? Bà của tôi là một là người già nhất ở trong gia đình. Đúng không? Tiếp theo. That was the strongest book I've ever read. Được chưa nào? Đó là cái quyển sách lạ nhất mà tôi đã từng đọc. Chưa? Tiếp. Từ ở đây từ far này nó hơi đặc biệt. Far ở đây nó chính là tính từ. Tuy nhiên là ở đây mình sẽ phải dùng như là một danh từ. Cho nên là nó sẽ phải thêm chữ TH vào trước nhé. Far sau đó cộng với từ TH sau đó mới thêm đuôi EST. Được chưa? Để nó, cho nó trở thành một tính từ ở dạng so sánh nhất. Được chưa nào? Nó hơi đặc biệt một chút. Cái trường hợp này các con phải lưu ý nhé. Rồi tiếp câu 12 nào. Câu 12 từ dangerous rất là dễ thôi. Mình sẽ điền từ the most dangerous. Được chưa nào? What's the most dangerous animal in the country? Được chưa nào? Tiếp nào. Spain is the sunniest country in Europe. Được chưa? Và câu 14, host sẽ chuyển thành hostess. Rồi nha, câu này rất là dễ rồi. Mình đã làm rất nhiều rồi. Tiếp theo, từ late này cũng là từ có một âm tiết cho nên là nó sẽ biến đổi thành từ late state. Được chưa nào? Nice, nice, một âm tiết cho nên là nó sẽ chuyển thành từ nicest. Được chưa? Tiếp nào. This is a cheap restaurant. It is the cheapest I've ever been. Đúng không nào? Chief này nó là một âm tiết cho nên là nó sẽ biến đổi thành từ stupid. Yeah, tiếp. She is a good tennis player. Her trainer says he is the best. Đúng không nào? Good. Good này khi biến đổi sang tính từ so sánh hơn nhất thì nó sẽ biến đổi thành best. Đúng không nào? Và sẽ thêm giờ vào đằng trước và sẽ chuyển thành the best. Được chưa nào? Tiếp nào. Dangerous, dangerous, đây lại lặp lại cho nên là sẽ không có gì phải nói cả. The more the most dangerous, ở đây cô viết nhầm nhé. The most dangerous, được chưa nào? Rồi tiếp theo câu cuối cùng là the most beautiful. Beautiful là tính từ dài cho nên là nó sẽ là the most, đúng không nào? Rồi các con có thể nhìn lại đáp án một lần nữa và sau đó đối chiếu với bài của mình. Nếu như bạn nào sai thì các con có thể chữa vào, được chưa? Rồi.